Trước khi bắt đầu video này thì mình có đôi lời muốn tâm sự với mọi người ha. Thì thật ra mình định làm nhiều lắm cơ, chỉnh chu hơn cơ. Nhưng mà có rất là nhiều vấn đề xảy ra trong suốt quá trình quay cũng như là quá trình edit. Nên chỉ có thể up lên đây một phân đoạn nhỏ trong toàn bộ quá trình thôi. Nên là mong mọi người thông cảm cho tụi mình ha. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Đây là bạn Thị Dung. Xin chào. Đây là bạn Quốc Ưng. Hello mọi người. Hôm nay á thì tụi mình có hẹn tại đây để mà cùng reaction bộ phim Cool Chai tập 11. Thì mình chưa có coi bộ phim nào bao giờ, nhưng mà tại vì là Vĩnh Ký gũ ghê mình và mình thấy là thôi bạn mình kiểu như là cũng năn nỉ mình coi quá kia. Không phải năn nỉ luôn, bây giờ có thể mời ra luôn. Phim kể về mối tình của hai người nam. Mà một người nam á làm con trưởng của một cái gia tộc có tiếng, mà mày cũng hiểu là thời xưa. Rồi, thời xưa một gia tộc có tiếng. Đúng rồi, con cả nữa, dòng họ cháu đức tôn là thường bị dính lời nguyền. Đó là tóm tắt vậy thôi đó. Rồi vậy là trong suốt 10 tập qua là hai người đó làm cái gì nè? Sao ra nhớ mình ký off story là cái gì đó là những cái lúc mà làm những cái chuyện, những cái khúc mà tình tứ rồi này kia thì là hay không nha, chuyện riêng tư không. Tao luôn cân nhắc off story một cách văn minh nhất nha. Mình đính chính trong video này. Ok, nói chung là không có dung tục như lời bạn này nói nha. Trời ơi, mình sẽ đính chính luôn. And a half hours later. Cụ thể là sau khi một hồi mình trao đổi ha. Bây giờ không làm tốn thời gian của mọi người, mình sẽ cùng nhau reaction trực tiếp ha. Đố mọi người biết đây là phân cảnh gì mà con bạn mình đã đau khổ như vậy. Cái xuân dược nó không phân biệt tới vậy luôn á. Ủa, nó giống như cái có gặp ai đó. Có gặp ai cũng sẽ như vậy luôn á. Nhưng mà đấy là rõ ràng sang đâu có cảm xúc với em gái đâu, nhưng mà bây giờ cũng vậy luôn. Đấy là xuân dược bẻ con muốn giải tỏa nữa đúng không? Nên là ai cũng được. À nên là ai cũng được, ghi nhớ câu này, ai cũng được. Cũng không được, em cũng không được, căng thẳng cũng không được. Cứu mẹ nó làm gì, cứu Diễn Thiên trước kìa. Đúng rồi. Anh chứ, con là phải đi cứu mẹ trước là đúng. Lỗi. Đó, thấy chưa, thấy chưa. Phải như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Ba mẹ mà coi được cái clip này thì tao xin lỗi. Tội Chan á. Thí dụ chuyện này không may cứu là ám ảnh suốt cuộc đời của Chan luôn á. Đúng không? Chứ Chan cũng đâu từng có ý định là hại người, nhưng mà tự nhiên làm như vậy. Làm như vậy cho con mình là tình thương biến tướng luôn rồi. Ôi, nó bị gì vậy? Uống chúng cái đó của bà đó, ai cũng được đó. Câu trước mà quên hả bà? Oh my god. Trời ơi. Tỉnh táo rồi đấy. Đi trời ơi, con vẫn phải vô đó. Gì vậy? Máu. Máu như chân trâu. Chân trâu đen. Con cốt này đừng nên cười, giữ đúng tâm lý đi. Đúng rồi, Ernest. Trời ơi, nó ổn mà. Không. Quốc ơi, mày người bị yếu rồi, tâm lý. Chết rồi. Giao trứng cho chim mẹ hay giao trứng cho ác đây? Đóng cửa đó má. Đóng đi. Anh nghe nói hai người bận rồi đúng không? Đi về đi đừng coi nè. Hết bận á. Mọi sự ngăn cản của tôi trong cái phân cảnh dừng chiếu của hai bạn nam chính á đều bị tụi nó bác bỏ. Rồi tới khúc này lặng quá ta. Thường thấy mấy cái này á lần tập thể dục nè, mấy cái khúc này như vậy là tập thể dục đúng không? Không, ấy là tập thể dục theo kiểu tập thể dục á. Ủa gì vậy mọi người?
Tại sao tập tại sao lại phải là tập thể dục đúng không? Như kiểu hít đất rồi chạy bộ rồi đúng không? Nó vận động. Thầy đang nóng à. Tôi là tôi muốn đính chính ở đây, tập thể dục là như kiểu tập cardio, hít đất đồ ấy. Ủa mọi người kỳ quá. Tập chứ tại sao tập thể dục chứ đúng không vậy? Không, thường là phải tập thể dục là phải không? Cái gì tập thể dục đúng không? Trời ơi, làm cái reaction này bị bôi bát luôn. Rồi luôn. Ấy là người còn lại là có thể control được, ta không uống sân dược nha là mất. Thấy đẹp ơi, đẹp ơi. Ai, nổi gì là ghẹo quá. Ôi mà như như mấy người khác mà uống cái thuốc nó vô là mình sẽ ồ ta sẽ rất là ồn ào không? Nó nhẹ nhàng chứ. Má này biết rõ hay gì đó. Ồ ồn ồn là sao? Coi nhiều phim quá nó vậy đó. Tôi chưa tận mắt thấy người ta uống sẽ có biểu hiện như thế nào đó. Tôi phim nhiều. Sorry mọi người. Dung coi phim nhiều mà coi phim gì mà phải thấy nhiều cái cảnh là người ta phải uống cái thuốc nó vô người ta. Phim Việt Nam mình đó. Thật sự ha. Uống xong dược vô xong nhưng mà cũng rất là lịch sự. Không, ý là thật sự là lịch sự từ cốt cách lịch sự ra. Cho dù uống thuốc thì cái cốt nó cũng còn lịch sự. Ok ok. Coi mọi người là tôi bị ngại rồi, tôi chỉ dụ trong lòng thôi. Trên mạng nó không vậy thôi, không có sữa mũi là méo mũi. Trên mạng nói. Oh my god. Rồi đủ phim rồi, mình đi rã sình xong rồi nha. Tắt TV nha mọi người. Là kêu thằng Chiêu tiếp cận thằng đó để lấy bí mật của Chan là gì á. Nhưng mà đâu ngờ bí mật của Chan lại là Chiêu. Thôi đi, quá nhiều thứ ập tới người ta mà ta cũng. Ủa nhà dở. Nhà đạo diễn dựng lên. Gì vậy, sao giống một túp liều tranh hàng quá tim vàng. Ồ vậy. Ồ. Thế kiểu dựng cho hai người tới ở thật sự luôn. Căn cứ bí mật. Bà lại, bà sốc, bà sốc, bà bệnh luôn. Một mình mới thấy được cái cảnh này thôi. Con thiền đi ngủ luôn. Ai kiểu, ai biểu hạ xuân dược cho con trai mình. Làm nhiều các con đã quay đầu luôn á. Mà... Ác thiền. Bất ngờ chưa bà già. Vui chứ, vui. Người ba này làm gì con ta xong rồi dậy hỏi. Ủa sao chị mày bỏ đi nữa thấy không? Giật luôn cái mình duy nhất bỏ đi luôn chứ. Tuyệt tình thật sự. Sao tao cứ sợ với cái kiểu này, tao cứ sợ là lỡ mà cái không có hậu cho trời. Tưởng là good boy nhưng hóa ra là chap boy. Thấy không? Làm xong cái bỏ đi. Không một lời trả lời con ta luôn. Cũng có thằng này bỏ miệng. Được không? Được không? Anh cháu đang bán. Tôi nãy còn chen là chen chắp tôi. Nếu mà mẹ nó không cho nó uống thuốc, nó không dám nói ra mấy từ vậy đâu hả? Thật sự chắc giữ quy một đời luôn. Dạ đến vui đến buồn. Mẹ giúp con. Cho mọi người. Mình mới sẽ đặt nó chiêu. Không hả? Không hả? Bạn tôi khóc rồi mọi người. Thì hai bạn sẽ ấn tượng nhất phân cảnh nào trong tập này? Cho một bộ phim làm cho tôi rất là căng thẳng. Thật sự tôi rất là căng thẳng luôn, coi mà kiểu nhập tâm từ giây phút một. Và đây chắc chắn là cái bộ phim đó mà mình sẽ không bao giờ mình chủ động mình xem. Bởi vì thật sự là
nó rất là cuốn, nhưng mà khi mà mình coi mình xoáy vô nó rất là mệt mỏi. Với mình bạn này mới thể hiện được sự căng thẳng, là bạn này hời hợt căng thẳng thôi, một cách hời hợt căng thẳng cho có không biết là hóc giờ. Phim nó chứa đựng rất là nhiều cái nỗi sợ của mình luôn. Mình xem cái phim này mình rất là sợ là gia đình đang chĩa mũi vô cái người đó và sẽ làm hại cái người mà kiểu mình rất là yêu thương mình như vậy. Trầm lắng đi, mày thấy không? thì chắc là tôi xin phép chia sẻ trước ha. Tập này 2 năm 9 có nhiều phân cảnh hơn. Nó cũng không có thể hiện cái gắt của cái thời đại này bằng những cái tập trước. Khi mà coi cái phim này mình cảm thấy là cũng hơn vào cái thế kỷ này, có cái nhìn thoáng hơn về LGBT ấy, cũng hơn là sinh ra trong giai đoạn này, đúng không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là có thể là mọi người xem tập 11 á, mọi người sẽ bị ấn tượng bởi cái cảnh gọi là cái cảnh giường chiếu đi ha, cái cảnh giường chiếu của 259. Nhưng mà mình lại ấn tượng cái cảnh của mẹ buồn, luôn luôn những cái câu thoại của mẹ buồn, trời ơi, lúc nào cũng rất là một người phụ nữ kiểu đi trước thời đại á, một cái người phụ nữ có một cái suy nghĩ rất là thoáng. Trời, cái nhân vật mình thích nhất phim. Có gì muốn bổ sung tiếp không? Tôi thì chỉ thích cảnh của 2059 thôi. Tại sao lại thích cảnh đó? Tại sao lại kèm với cái điệu cười đó vậy ta? Tại sao lại thích cái cảnh đó? Mình phải nói tại sao mình thích cái cảnh đó đi chứ. Cái đó là cảnh phim từ đầu tập 1 tới giờ, đây là tập 11 mình mới có thể xem được cái cảnh này. Nó làm cho mình phải kiểu đỏ mặt tía tai. Kiểu hai người hiểu nhau hơn á. Đúng rồi, như kiểu một bước tiến mà giúp xác định rõ hơn mối quan hệ của hai người, đúng không? Một chi tiết xác nhận rõ hơn mối quan hệ của hai người. Tôi nghĩ đáng lẽ Jen cũng không có dám kiểu bày tỏ, thể hiện hết cái tâm sự của mình với Chiêu. Đúng rồi. Cho tới khi mẹ của Jen bỏ thuốc. Tính ra mẹ giúp con nhưng mà thật sự lại là hại con. Nhưng mà trong cái thật sự đó lại là giúp con. Lại cuối cùng nó lại giúp. nhưng mà đúng là chắc chắn là đã có coi như là số trời rồi, sắp đặt rồi gì đó. Số trời sắp đặt hay nói đúng hơn là ông đạo diễn sắp đặt rồi. Ký làm biên kịch này chứ nào. Ngoài ra trong phim á thì ngoài hai người nam chính thì khỏi nói rồi ha, rồi còn lại mới vô giống như là mọi người cũng thấy mình trong cái quá trình mà mình xem bộ phim xuyên suốt này á, rồi cũng luôn có bày tỏ là trời ơi mình ấn tượng với chị Duyên quá, mình ấn tượng với chị Duyên quá. Nhưng mà thật sự mọi người, chị Duyên thật sự rất là xinh đẹp, và nói chung là mình cảm thấy không có sự gì đó nó rất là cá tính ở trong đó. Chia sẻ rất nhiều nha, chia sẻ rất nhiều mà chắc lên clip chắc mình cắt hết. Cắt bớt vì mọi người, cắt bớt vì mình. Ý là, nhưng mà bạn Quốc Ân á, bạn chia sẻ nhiều như vậy á, bạn có ý định bạn coi phim tiếp không mà bạn chia sẻ hả? Một chục phút như vậy luôn vậy bạn. Xin đính chính với mọi người, phim rất cuốn, mình rất là khen luôn và... Nhưng mình sẽ không xem nha mọi người. Đó, thấy chưa? Tại vì nó, một lần mình xem như vậy á là coi như mình giống như mình xem một chục bộ phim kinh dị vậy đó. Thật sự là cái người mình nó rất là căng thẳng, nhầm mệt, mỏi, yếu xìu. Nó không phải là nỗi sợ tâm linh mà nó nỗi sợ một gì đó về cuộc đời, trong cuộc sống mình vậy đó mọi người. Cho nên là mình sẽ không chủ động coi phim này. Nên biết sợ nhiều hơn, nên coi những cái phim như vậy nhiều. Không nha. Va chạm với thật không tư. Có lý cho hồi gì để mà mình phải tự là mình căng thẳng và mệt mỏi bản thân như vậy. Tại vì mình sẽ không có giống mọi người, mình sẽ không có coi được cái bộ phim này một cái cách nó khách quan, một cái cách nó bên ngoài. Nếu mà mình có bị xoáy vô cái bộ phim này á, mình không có thoát ra được. Bạn Dung, bạn có muốn chia sẻ gì nữa không? Dạ không ạ. Nói chung phim rất là hay, rất là cuốn. Một điểm đáng chú ý nữa là nhờ Ký mà mình đã biết tới bộ phim này. Nó đó giúp mình quay trở lại con đường hữu nữ. Cảm ơn Ký. Tôi là tôi giấu mà vô clip nó khai hết giùm tôi luôn trời. Trời ghiền luôn ơi. Tính ra sao tôi vậy, có sao tự nhiên xong làm khi mà làm cái video xong rồi mọi người đưa cảm nhận xong, tự nhiên tôi cảm thấy hình như mọi người có vẻ rất là kiểu mọi người vẫn còn kiểu rất là tích cực, vẫn kiểu rất là tươi sáng nhiều ha.
kiểu như nào giờ tôi có nghĩ tôi sẽ là một cái người coi như là kiểu cũng tích cực này, kiểu như sao tự nhiên xong tôi có này, khi mà cái cảm nhận của mình đưa ra có phần hơi tiêu cực đúng không mọi người, tại vì mình lại kiểu bị xoáy, mình lại đưa cảm nhận là mình bị xoáy sâu những cái nỗi sợ của mình á. Còn mọi người thì mỗi người đưa ra một kiểu mà mình cảm thấy là khi mà hai người chia sẻ cảm nhận thì tôi cảm thấy là không khí nó tươi sáng hơn nhiều, nhất là nó theo thứ tự luôn, nó nghe theo cái hang đo á, rồi là chậm nhất đúng không, xong cái là vừa xong cái tới bà này á là bà kiểu bà rọi sáng trong phòng, bà chia sẻ là cái gì mà bà quan tâm tới cảnh của nam chính rồi này kia, bà uống éo rồi này kia ha, cái không khí nó tươi sáng hẳn liền, nó hoàn toàn khác với lại mình luôn á mọi người. Không, nhưng mà cái này á, mình reaction quan trọng là mình phải đa dạng về cảm xúc đúng không? Có nhiều góc nhìn để cho mọi người có thể trao đổi thêm, chứ đâu phải là góc nhìn của người tích cực thì dồn hết vào đó nhưng mà bỏ qua góc nhìn của Quốc Ân đúng không? Là cũng phải biết là mọi người để ý là Quốc Ân sợ rất nhiều thứ, để mai mốt ví dụ có gặp ngoài đời còn biết cách hù nữa. Hay quá ha. Ôi ơi. Bản thân. Cái bản thiện á, ác luôn á mọi người à. Nghĩ sao tới giờ vẫn còn chơi á mọi người. Rồi xong xong clip này đi chơi. Rồi rồi, thêm một phút nữa là xỉu. Rồi, ok. Thì đó là những cái cảm nhận sơ sơ của tụi mình ha. Có thể á là sơ tụi sơ mình lắm chưa? Có thể là hai người bạn của mình nói riêng và cả mình luôn nói chung á, là có thể là khi mà xem phim thì tụi mình có rất là nhiều cảm nghĩ, nhưng mà khi mà lên clip tụi mình nói á thì nhiều khi nhìn vô ống kính á căng thẳng quá, nhiều khi cũng bị sót ý, thậm chí là quên luôn cái ý mà thật sự mình muốn nói. Mình làm vlog lâu rồi nhưng mà mình cũng bị cái cảm giác đơ, cũng bị cái cảm giác góp ý này nha, nên là có thể là sẽ không truyền tải được hết những gì mà tụi mình cũng như là biểu cảm mà tụi mình thông qua cái clip này, vì thật ra thì cái clip này cũng là clip đầu tiên tụi mình thực hiện mà reaction với nhau. Nhưng mà... nên là nhưng mà trước đi rồi nên mà sao ha. Rồi tiếp đi, tiếp đi nha. Ông sao là, sao mình muốn nói, nhưng mà riêng đối với mình đó ha, thì mình cảm thấy là mình đang thật sự là chia sẻ đầy đủ hết tất cả những điều mà mình đang rất là chỉ muốn chia sẻ luôn. Có thể là ở cái khúc đầu mình có hơi khớp, nhưng mà khúc cuối khớp luôn. Nhưng mà hả, nhưng mà cái mà mình coi và giống như là mình cũng đã chia sẻ, mình bộc lộ ra hết luôn, mình cảm thấy là mình không có giấu giếm gì với những cái chia sẻ vừa rồi của mình, nó là trôi chảy nhất từ trước tới giờ đối với mình luôn. Tới cái ý nên mà của mình đi ha. Thí dụ đây là một cái clip đầu tiên tụi mình reaction với nhau thôi, nên là nếu mà có những cái điểm khiếm khuyết á thì mình mong mọi người có thể góp ý và cũng như là comment lên để tụi mình có thể cải thiện thêm. Và nếu mà các bạn muốn tụi mình reaction tập phim nào á, của bộ phim nào á, thì các bạn cũng hãy comment ha. Thì tụi mình sẽ cân nhắc, và nếu có cơ hội tụi mình sẽ ngồi chung với nhau, nếu mà còn chơi chung với nhau ha, sẽ ngồi chung với nhau mà reaction nữa ha. Thôi mấy bạn ơi, yên tâm đi, sau cái này là nghỉ chơi hết rồi mọi người, nghỉ chơi hết. Rồi gặp sống đi, ngoài đời còn nói chuyện nhau là biết nha. Bây giờ tụi mình chắc là cũng chia sẻ nhiều rồi ha, cũng đầy đủ rồi, tại vì nếu mà tụi mình chia sẻ nữa là cái video này dài tới Tết luôn. Nên á là chắc là dừng lại video này cũng được rồi ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết chiếc clip này của mình. Nếu mọi người phải tạo cho bản thân mình ba cái account nha mọi người. Đó, mọi người lock cho một cái account like, mỗi một cái account một like nha mọi người. Ủa, mình là như vậy. Tao đó. Là chủ vlog, tao cũng không dám nhờ mọi người vậy luôn á, tao cảm thấy bị ngại luôn. Không gì nè, phải kiểu gì các bạn, nếu mà yêu thích kênh của Ký Kỳ Cục thì hãy surprise. Đúng rồi mọi người. Đăng ký. Comment, share nữa nha mọi người. Này mà không dám đòi hỏi nha, nhưng mà làm được càng tốt mình cảm ơn. Bây giờ thì chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại mọi người ha. Chào tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Nếu tao xuất video vào buổi sáng thì sao? Thì chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.